xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến .vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất hiện đại, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến cho chàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 16m và đối chiều nhà. Đốt kiên cố một trệt một lửng và ba lầu, đốt theo kiểu tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía sau căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế, mình sẽ có thêm một phòng karaoke, một phòng tắm sông hơi, có bồn tắm nằm. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài thì mình có những mảng cửa sổ mở ra bên ngoài thì gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt chỉ cách đường trục chính đường Phạm Văn Chiêu phía bên ngoài tầm cỡ khoảng độ 25m thôi. Mình có một con đường rộng lên đến 6m, một con đường thông thuận tiện nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con đường thông ở phía trước căn nhà và với căn nhà có bề ngang lên đến 5m và đời chủ nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và đây là con đường ngược lại của căn nhà, một con đường thông từ trục đường Phạm Văn Chiêu sang trục đường Cây Trâm cũng như là trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà đang có diện tích ngang 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và đời chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xít pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một cái khoảng sân phía ngoài để mình để xe gắn máy và bên trong gara thì được các anh chị thiết kế cũng như để sẵn cho mình một chiếc xe hơi 5 chỗ rất là rộng rãi và thoáng mát. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 5m cho nên là ngoài mình để xe hơi ra mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy vào bên trong thì thuận tiện được khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như đầu tư và mình mua cho thuê. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với lại khu vực nhà vệ sinh phía bên ngoài căn nhà thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe của căn nhà. Và mình sẽ có một cái tam cấp để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách tầng lửng ngược của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế phòng bếp đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà nên là khu vực ở dưới tầng trệt này anh chị thiết kế để mình làm phòng khách. Và đây là khu vực không gian phòng khách căn nhà, phía sau mình sẽ có chính trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực từ bên trong ra bên ngoài để chàng tham quan. Một căn nhà được thiết kế có tầng lửng ngược và đang có diện tích là ngang 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 16m và đấy chịu nhà đúc kiên cố tới một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Và khu vực phía bên trên lầu 3 thì mình sẽ có phòng karaoke và phòng tắm sông hơi, có bồn tắm nằm cũng như là phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian phòng bếp ở tầng lửng của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và chỉ với giá 13 tỷ, hơn 13 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp và đã được các chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Đây là khu vực không gian phòng bếp tầng lửng căn nhà. Bên trong không gian phòng bếp thì mình có nội thất tặng kèm như giường, mình có thể có một bộ bàn ăn, 6 ghế tặng kèm và mình có một cái quầy bar cũng như một cái tủ lạnh. Và không gian phòng bếp thì tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp. Mình có máy đong đếm gạo, quạt hút và lavabo rửa chén bát cũng như bếp điện từ. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất 22. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chủ nhà để lại hết cho khách hàng. Và đây là khu vực phía trước căn nhà, mình sẽ có một cái khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát cũng được các chị ở chủ nhà thiết kế cho mình. Có một bộ bàn ghế
ở phía bên ngoài, và mình có những cái mảng cây xanh trang trí cho căn nhà rất là đẹp, và hệ thống đèn chiếu sáng. Rồi cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp tầng lửng của căn nhà, để di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại mới nhất năm 2023, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một xẹt, chỉ cách đường trục chính Phạm Văn Chiêu tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 mét thôi. Với căn nhà nằm trên một con đường thông thông từ trục đường Phạm Văn Chiêu sang trục đường Cây Trâm cũng như Lê Văn Thọ, thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và với căn nhà được thiết kế tầng lửng, mình cũng có một cái nhà vệ sinh thì rất là thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Thì căn nhà mình có bề ngang lên đến 5 mét, cho nên được anh chị nhà thiết kế phòng ngủ rất là thoáng và rất là mát. Toàn bộ cửa phòng ngủ căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi, và sàn nhà mình được lót gạch đá hoa văn gỗ rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình có giường tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, và cửa sổ 4 cánh mở ra bên ngoài thấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1 căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, và chỉ với giá 13 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có diện tích là ngang 5 m và chiều dài căn nhà lên đến 16 m, và được cái nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Với căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Đây là không gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh ở phía trước căn nhà. Mình có nhà vệ sinh để chịu nhà thiết kế rất là đẹp, và mỗi phòng ngủ thì mình đều có một cái tủ quần áo rất là lớn. Và di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 căn nhà mình, thì khu vực phòng ngủ số 2 mình sẽ có một cái bồn tắm nằm ở phía sau, và được các chị thiết kế cho mình có một cái nhà vệ sinh riêng và một cái phòng tắm có bồn tắm nằm riêng, sử dụng rất là thuận tiện, và có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và mình có đầy đủ như lavabo để rửa tay và bồn tắm nằm, cũng như toàn bộ nội thất bên trong căn nhà đã được các chị nhà full lên đến 90 hơn 90% rồi, nên khi khách hàng mua căn nhà này thì mình không phải sắm nội thất gì nhiều. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, đây là nhà vệ sinh phòng ngủ phía sau căn nhà, với nhà vệ sinh riêng biệt và với phòng tắm riêng biệt, rất là thuận tiện để gia đình mua ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê. Với căn nhà rất là đẹp, và chỉ với giá 13 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình, để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem cũng như để quý khách hàng sở hữu cho mình căn nhà được thiết kế có phòng tắm sông hơi và có phòng karaoke, phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và đây là khu vực lầu 2 căn nhà, sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có 4 phòng ngủ, thì được các chị chủ nhà full nội thất 4 phòng. Cho nên là khi khách hàng mua căn nhà này mình không phải sắm nội thất. Với căn nhà nằm trên một con đường thông, thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh buôn bán. Và với căn nhà đang có bề ngang lên đến 5 m, thật sự rất là hiếm tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thế nên tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình, để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, và nằm trên một con đường thông rộng lên đến 6 m, xe hơi xe tải là di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đặc biệt căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường chính là đường Phạm Văn Chiêu, và gần với lại ngã tư Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Huy Ích, và thuận tiện những khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường
Quang Trung hoặc con đường Trường Chinh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng 25 phút và mình về sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng 15 phút. Rồi mình vừa trải qua không gian 4 phòng ngủ chính của căn nhà và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3, mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm và phòng karaoke. Đây là không gian phòng karaoke mà nhà đất Hoàng Tín đã muốn giới thiệu đến khách hàng. Bên trong thì mình sẽ có một cái quầy bar và phía trước thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa và kệ để tivi, và được các chị nhà thiết kế rất là đẹp và có gắn đầy đủ các thiết bị cũng như máy lạnh. Phía trước thì mình có cửa sổ mở ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng karaoke lại một lần nữa và di chuyển sang không gian phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm để giới thiệu cho hàng tham quan được một căn nhà đang có diện tích là ngang 5 m và chiều dài lên đến 16 m và được chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Và đây là không gian phòng thờ của căn nhà, được các chị nhà thiết kế rất là đẹp. Phía sau mình sẽ có một cái phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm với không gian phòng tắm rất là rộng. Bên trong thì được các chị nhà thiết kế thêm cho mình có một bộ bàn ghế để mình nghỉ ngơi trước khi mình đi đi tắm, cũng như không gian phòng tắm rất là rộng rãi và thoáng mát, có anh chị có làm cầu thang để đi lên, mình đi lên trên mái rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa cho thuê cũng như kinh doanh buôn bán với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại khách hàng trong những video tiếp theo.